cho con của Marvin và Nancy. Hôm nay là bao nhiêu ngày nhỉ? 40 ngày, 45 ngày. Một cái bốn đực. Đây là con cái đây. Cái này đúng mặt mẹ. Mẹ với bố nó cũng cùng nét. Đúng rồi, con mẹ mà chăm con là đến tầm này là sẽ béo lên tí đấy. Không dám cho ăn đấy à? Này bây giờ đang hơi gầy này. Ăn phải kìm. Không dám cho ăn đấy. Con nào? Nasi á? Đâu rồi, xem. À, con bé con đấy hả? Thôi nhấc từng con xem nào. Đây nào, nhấc từng con để nhìn mặt. Bế lên thôi, bế ngực thôi, không cần phải. Đấy, ok. Được. Dây tím. Kỹ kỹ đi, quay mặt. Cái à. Góc cạnh à. Ok. Được đi, lại con đực tím đi. Lần lượt từng con. Bọn kia nó đang gặm gì. Không đúng á. Đây là con đực đầu tiên này, đực tím. Màu mảng thì nét căng rồi. Ok, mặt bố Vin. Rồi, được tiếp theo. Được xanh à? Không, con này phải gọi là xanh dương. Xanh dương. Nhưng mà xanh dương nó bạc màu đi là không ấy đâu. Phải nhìn cả cái khóa này nữa này, cái màu khóa này này. Màu khóa thì nó không thay đổi. Mình lật vào bên trong. Nâu đen. Trời, mặt quá đẹp luôn. Dưa chuột có vào đấy quay video cùng với em cún luôn này. Con này cháy. Mảng màu cháy. Cháy khét luôn. Mặt quá đẹp luôn. Ok, rồi con đực tiếp theo. Con này là con dây xanh. Khóa đen nâu. Con đầu tiên là con dây tím. Con này là con dây gì? Khóa cũng đen luôn à. Con này là con dây đen này. Ok. Thế là phải dựa vào màu sắc rồi đấy. Sau mà chọn khóa là phải chọn màu này nó cũng phải khác nhau này. Vì là về sau chuông thì kiểu gì nó cũng rơi. Chủ yếu là về sau một thời gian ấy, chúng nó nghịch nước là cái dây này nó sẽ bạc màu. Thì dựa vào mỗi cái màu khóa thôi. Con này là con đen. Mảng màu cũng cháy luôn. Con của Vin. Nhìn mặt nó khôn. Ok, con tiếp theo. Đây là con tím đầu tiên này, con xanh thứ hai này, con đen thứ ba này, còn con nào nữa? Con xanh cái rồi. Cái rồi đúng không? Cái rồi. Này sao tọt đấy. Con thằng vàng. Con này sao khung to nhất đấy. Đây nhất này. Kìa, đang chạy kìa. Giật gấu. Đây. Con này gấu nhất đấy. Mặt mũi đàn này đẹp. Mặt mũi màu mảng đẹp. Kìa, đang sao dép chạy kìa. Đâu? Đấy. Ui giời. Ê, quay dưa chuột đấy chứ. Dưa chuột vào đây quay với em cún nhỉ. Rồi lúc rồi mở tivi lên xem. Có cả dưa chuột ở trong đấy. Ok, đây là con cuối cùng là con vàng.
Rồi, bốn con đực, một con cái. Rồi thả cho nó chơi đi, kệ cho nó đi ta. Đây, à. Đen đen đang giằng co dép với dưa chuột. Hê hê, xoa em thôi, xoa thật nhẹ thôi nhá. Chứ xoa mạnh thì em chả sợ, em chả chạy mất. Bọn này cho ăn chưa? Chưa. Chưa cho ăn luôn được rồi. Cho ăn ở ngoài này luôn được. Đây mẹ Nancy. Đàn này là bốn đực một cái. Chất lông là chất lông ngắn này. Khung khỏe. Màu mảng nét. Có ba con vàng cháy đậm hơn. Hai con thì không cháy bằng. Ba con là cháy đậm. Đây, nó từ bé nó đã cháy. Này. Nghịch nha. À. Con ở trên đấy thôi chứ. À. Nào con da nắng là ốm ấy. À, chờ một tí để cho chúng nó ăn. Cho mấy đứa lại phi ra đây à, nghe tiếng lạch cạch đồ ăn. Chờ một tí rồi ăn. Rồi, ra kia ăn đi, ra kia ăn đi. Để đây, ừ thôi để xuống, ok được rồi. Ừ. Ok, để cho em cún ăn, còn một em bên này, còn một em vẫn còn đang mải chơi này, ok. Con nào ăn phần con đấy, ừ. Dưa chuột thì đang tập nói mà nói nhanh quá không ai dịch được. Không biết em cún có hiểu không nhưng mọi người ở đây không ai hiểu nói gì cả. Này, bắt đầu đến đoạn ăn chanh. Này. Để cho các em ăn. Giai đoạn viết đĩa này hơi lâu. Bọn này bây giờ nhá, là bây giờ là cho nó ăn là có thể không cần phải cho nát hạt ra nữa, mà để nguyên hạt đi ngâm, để nguyên hình hạt. Cứ để kệ nó ngâm nó nở ra là cho nó ăn được rồi. Thì nó ăn đến lúc nó không phải vét như thế này, mà nó ăn nó cũng nhanh hơn. Ừ, tức là nó nhặt hạt. Nó cũng là nó chiều trẻ con đấy chứ. Nó bé thế nhưng mà nó cũng là chiều bọn trẻ con này. Con chi hua. Ok, đây là đàn chó con của Marvin đã tiêm xong một mũi. Chờ tiêm xong mũi 2 thì sẽ có video tiếp. Người mà quan tâm đàn này thì theo dõi nha. Khoảng 20 ngày nữa sẽ có video tiếp.